đi. Về. À, cháu bác Giáng ạ. À, chào hai cháu. Dạ. À, các bác hôm nay thời tiết là rất đẹp, cháu trở lại quán hàu đấy và là mong được đi tàu hàu cùng bác ạ. Thời tiết hôm nay tuyệt vời, hai cháu là đánh bắt là hàu này là rất tốt. Dạ. Hai cháu chúng đo đi về bác. Dạ. Ban tặng con người những sản vật của miền nước lợ, dòng sông Nhật Lệ mùa nào thức ấy phong phú những loại đặc sản tươi ngon. Mùa hè cả mú, cả hành, cả rìa, cả ong. Mùa đông cả móm, cả đục, cả đối. Con nước mặn mòi cứ đến rồi đi, mang theo những loài tôm, cua, cả vèm hầu. Người làm nghề trên sông nước cứ miệt mài với những mẻ lưới, mẻ cao, ung dung một cuộc sống bình yên, dương dị. Trên bến dưới thuyền, ngàn đời nay, người quản hầu vẫn hồn hầu sống thủy chung với làng quê, mưu sinh miền sông nước. Bác Giáng một ngày bác ca được nhiều hầu không bác? Một ngày cũng làm được 5 đến 70 ký, có ngày được một ta. Vừa nên là nó hơi ít ít rồi, vì càng nơi là khai thác càng nhiều, đến bắt càng nhiều nên cuộc sống là càng ngày càng vất vả. Để lấy hầu như thế nào thì bác có thể hướng dẫn cho bọn cháu được. Hai cháu là cầm một tay dưới tay trên và một cái chân dưới chân trên đó, để đưa cái quái này là vậy, cái đánh bắt hầu á xuống tận đáy đáy dòng sông. Mình làm cái lực của mình là phải mình để bẫy lên đó, bẫy là bắt đầu là mình theo dùng được mình cho lên. Nghe lấy hầu này thì đã có từ bao giờ ạ? Nghề lễ hầu này là từ cái dân sông nước ở đây là từ ngàn đời xa xưa. Đến cầu cổ truyền của họ gọi là đất quán hầu, câu quán hầu và thị trấn quán hầu là đến gọi từ xa xưa rồi. Hầu trên sông Nhật Lệ bám vào gành đá tận đáy sông, người thu hoạch chỉ cần cào lên và nhặt những chủ hầu căng tròn ngầm chắc sữa. Những chủ hầu nhỏ và đá thì được thả ngược trở lại dòng sông. Mùa hầu về, người quản hầu nhộn nhịp hân hoan, hầu mang đến những bữa cơm đầm ấm. Hầu về cho người dân thị trấn nhỏ ven sông một nẻ riêng mà không ở một làng quê nào có được. Mưu sinh miền sông nước đã không chỉ là một tập quán lao động có từ lâu đời ở vùng đất quản hầu, mà đó là nét văn hóa độc đáo của thị trấn nhỏ bên sông. Đánh bắt hầu là một cái nguồn thu nhập chính của những người dân nơi đây, và để tăng thêm cái sản lượng thì những cái công cụ thô sơ đã được thay bằng phương tiện cơ giới. Và những cái hình ảnh như thế này thì rất dễ dàng bắt gặp trên dòng sông Nhật Lệ. Những chiếc thuyền máy ngang dọc trên dòng sông, hầu theo thủy triều lên rồi lại xuống, lửa nọ đến, lửa kia cứ thế sinh sôi. Hầu của vùng đất Quảng Hầu đều là sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng con người. Hương vị của nó thơm ngon và mang một giá trị dinh dưỡng không nơi nào sánh kịp. Hầu của miền sông nước Nhật Lệ cùng với phong cảnh nên thơ và cuộc sống miền sông nước bình yên sẽ là điểm dừng chân thú vị đối với du khách gần xa. Bác Giáng ơi, hình như là cháu chúng được hầu rồi ạ. Vui là đó đó. Nhiều đấy. Ngày nay cháu thấy bác cứ được nhiều lắm rồi. Để cháu bán đá nhá. Cả đá cả hâu bác ạ. Nhưng mà... Rồi. Sau một ngày trải nghiệm với cuộc sống mưu sinh của những người dân lấy hầu trên sông Nhật Lệ, giúp cho Kiên và Hành hiểu thêm được nhiều điều về cuộc sống mưu sinh vất vả này. Hành cũng cảm thấy là một ngày khá mệt đối với công việc này. Ngoài cái sự nhọc nhằn thì là người dân lấy hầu có đòi hỏi cái sự kiên trì, bởi vì cái sản lượng hầu trên sông Nhật Lệ là ngày càng cạn kiệt và thì việc lấy hầu cũng nên là khó khăn nhiều hơn. Thế mới biết là đằng sau những cái món ăn ngon chế biến từ hầu thì còn bao nhiêu trong đó cả công sức của người dân Quảng Hầu. Chia tay miền sông nước Quảng Hầu, kỷ niệm về một miền đất
mà tên gọi đã gắn liền với các giá trị văn hóa ẩm thực sẽ khó quên đối với những ai một lần đến và may mắn được thưởng thức những món ăn từ Hầu hay hòa vào cuộc sống miền sông nước Nhật Lệ hiền hòa.